quyện nơ gang đi vào club, xếp hàng vào đi không phải tranh nhau. Cô nói anh thích thì anh sẽ gọi là baby. Hater nhiều cứ như là anh nhân. Em không chơi với cả thuyền viên của anh Q. Cha phất lên, trong tay anh là một xe Bentley. Yeah, em biết không, nếu mà khách quan, bọt của anh phải nhanh như Ducati. Yeah, cô phiêu vàng trong nhóm tăng trần, dạt sang một bên hết đi nào. Coi đất vàng tầm này là tầm thường, của anh mới là thiên đường. Em index này so fly, phát lên hơn 1,200. Biết anh đang chơi sóc nên ai cũng thấy anh đẹp trai. Nắp anh đang nhân 2, broker không thể sai. Đang cầm siêu cổ phiếu BI and the I, yeah. Index, vẫn cứ từ từ vượt đỉnh. Index, anh vẫn chẳng giờ điều chỉnh. Index thật là chiều mình. Và index bạn của mọi nhà. Vâng, và quý vị đang vừa theo dõi một clip nhạc do thành viên của công ty chứng khoán SSI thực hiện. Và clip nhạc này thì cũng nói lên nỗi lòng của không ít nhà đầu tư trong giai đoạn hiện nay. Và có lẽ trước khi bắt đầu vào chương trình thì cũng phải xin gửi lời chào một số khán giả đang theo dõi. Xin chào bạn Hải Nguyễn Thanh, bạn ấy gửi lời chào là mến chào Ngọc Trinh cùng các chuyên gia, một ngày rực lửa. Xin chào bạn Phim Trung Quốc, bạn ấy đặt tên là như vậy, bạn nói là hôm qua mua VND 19.9, hôm nay nó tụt bi thảm quá. Và rất nhiều khán giả cũng đang comment, một số khán giả thậm chí là cũng gửi lời chào đến cả chuyên gia của chương trình. Và bạn Vinh Hoàng thì bạn ấy có lời khen là tuần này nhiều chuyên gia chất lượng quá. Thật ra thì niềm vui của chúng tôi mỗi ngày đấy là có thể đọc được những cái comment, đọc được những cái phản hồi của tất cả các khán giả khi mà theo dõi Bí Mật Đồng Tiền. Chúng ta cũng phải xoay quanh câu chuyện là bây giờ thì ai cũng thấy là lạm phát Mỹ cứ tăng, và có thể nói là tăng sát muối vào nỗi đau mà như bài hát vừa mới vang lên. Và đêm qua, sau khi có một cái thông tin đó là CPI tháng 8 của Mỹ được công bố, thì chỉ số Dow Jones đã có phiên giảm điểm lên đến 1.200 điểm. Thị trường biến động cộng với những cái vùng trũng thông tin rõ ràng là đang tạo ra một giai đoạn giao dịch có thể nói là không hề dễ chịu với rất nhiều nhà đầu tư trên thị trường. Tuy nhiên đôi khi những khoảng lặng trong thị trường thì lại được nhiều người cho rằng đây là một cái cơ hội rất là tốt để có thể đầu tư. Và rõ ràng là quý 3 chuẩn bị kết thúc, và liệu rằng ngành nào sẽ là ngành mà có kết quả kinh doanh đáng mong đợi. Và khi quý cuối cùng của năm tới cũng là lúc mà chúng ta sẽ nên đặt kỳ vọng. Thế nhưng mà đặt kỳ vọng vào đâu? Đây là những câu hỏi mà rất nhiều khán giả quan tâm và cũng là câu chuyện mà chúng tôi cũng sẽ muốn bàn luận ở đây. Và trong một chương trình mà có thể nói là chúng ta sẽ đi bao quát khá là nhiều nhóm ngành, thì chúng tôi cũng sẽ mời đến trường quay những chuyên gia để mà cùng với quý vị chia sẻ về những thông tin và những cái góc nhìn mà là những góc nhìn xác đáng và khách quan nhất có thể. Họ là ai? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Chị Nguyễn Thị Hằng Nga, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Đầu tư Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank VCBF. Chị Nga đóng vai trò giám sát toàn bộ hoạt động đầu tư cổ phiếu và là thành viên Hội đồng Đầu tư phê duyệt toàn bộ các khoản đầu tư trái phiếu của VCBF. Chị cũng là một thành viên ban điều hành các quỹ mở của VCBF từ khi thành lập quỹ mở đầu tiên năm 2013. Trước đó, trong vai trò là trưởng phòng phân tích, chị làm việc trực tiếp với các chuyên viên phân tích trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư, nghiên cứu ngành, định giá công ty và đề xuất đầu tư. Chị Phạm Huyền Trang, Giám đốc phân tích cổ phiếu, Trung tâm phân tích và tư vấn đầu tư, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, SSI Research. Chị Trang là một trong những chuyên gia phân tích cổ phiếu hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt là cho nhóm ngành hàng tiêu dùng và dầu khí. Với hơn 11 năm kinh nghiệm, chị Trang đã nhiều năm được bình chọn là nhà phân tích ngành tiêu dùng và năng lượng tốt nhất Việt Nam trong khuôn khổ giải thưởng Asia Money Broker Pool do tạp chí uy tín Asian Money bình chọn. Với chị, trong đầu tư cần hiểu và làm chủ được bản thân, và thị trường thì luôn đúng.
anh Thái Gia Hào, chuyên gia phân tích cao cấp, Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, SSI Research. Là chuyên gia phân tích chiến lược đầu tư, anh Hào đã có 6 năm tham gia thị trường chứng khoán và có 3 năm phụ trách phân tích ngành điện, công nghệ viễn thông và xây dựng tại SSI. Quan điểm đầu tư của anh Hào là đầu tư cái gì cũng được, hiểu rõ quyết định của mình là được. Vâng, có thể nói là chương trình ngày hôm nay là một chương trình mà xôm tụ rất là nhiều những vị khách mời thú vị và chất lượng. Và chắc chắn là dù rất là tiếc là chúng ta ngày hôm nay không có anh X30, anh Phạm Lưu Hưng, bởi vì anh ấy đang có chuyến đi công tác. Thế nhưng mà cũng vẫn có thể đảm bảo được đến cái sự hấp dẫn và đặc biệt là những cái thông tin giá trị đến giây phút cuối cùng. Và chắc chắn là anh X30 tuần sau sẽ đem quà về cho chúng ta. Đó chính là những cái thông tin giá trị từ trung tâm tài chính hàng đầu châu Á là ở Singapore. Còn bây giờ sẽ là phần để mà quý vị có cơ hội nhận được phần quà của chương trình. Chúng tôi rất là mong các bạn hãy theo dõi đoạn clip sau đây, giải câu đố từ khóa bí ẩn của chương trình ngày hôm nay là gì. Và sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại bữa trưa chứng sĩ với những nhận định cập nhật trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay. Vâng, rõ ràng là lâu rồi em mới thấy chị Nga quay trở lại Bí mật đồng tiền, bởi vì là số lần trước chị Nga có tham gia mà em nhớ là một chương trình lượng view rất là cao, đúng không ạ anh Nam? Đấy là Hoa hậu Làng Banh. Và rõ ràng là lúc ấy thì hình như là trong chương trình cũng đã chọn được ra cái hoa hậu trong lòng khách mời là ai, và khán giả của chương trình cũng là những ban giám khảo và họ cũng đã có hoa hậu của lòng mình rồi. Nên là bọn em bây giờ có nickname gọi chị là chị Nga Hoa hậu, không hề gọi chị Nga là chị Nga quý hay là chị Nga gì nữa mà là chị Nga Hoa hậu. Thế thì bây giờ bên cạnh chị Nga thì chúng ta cũng warmly welcome chị Huyền Trang đến từ SSI Research với bí mật đồng tiền, và chắc chắn là hy vọng là hai chị sẽ cống hiến hết mình cho khán giả, vì khán giả hiện nay đang comment rất là nhiệt tình. Và có lẽ là sẽ bắt đầu từ những câu hỏi đầu tiên dành cho hai vị khách mời của chương trình ngày hôm nay. Xin hỏi chị Nga trước. Theo chị thì diễn biến nào của thị trường là diễn biến khiến cho chị bất ngờ nhất và ít bất ngờ nhất từ cái thời điểm mà chúng ta làm chương trình Hoa hậu Làng Banh đến bây giờ? Ok. Thực ra thì thị trường từ khi mà chương trình Hoa hậu Làng Banh đến giờ thì tôi nhớ là có lẽ là giảm nhiều hơn, đúng không? Chủ yếu xu hướng là giảm. Mọi người có thể gọi nó là thị trường gọi theo cái gọi là xu hướng giá xuống. Thì bất ngờ thì tôi nghĩ là đối với tôi thị trường giảm thì thực sự là không bất ngờ. Bởi vì là bản thân tôi thì tôi thấy là đặc biệt là cuối năm 2021 ấy, tôi nghĩ là rất nhiều cổ phiếu đã bị đẩy lên một cái mức định giá nó rất là vô lý. Và thực sự là nhà đầu tư cá nhân thì có thể là đã quá hào hứng với cả cái diễn biến trước đó của thị trường và đã mua vào mà không quan tâm đến cái định giá thực của rất nhiều cổ phiếu. Và tôi nhớ là quý 4 năm ngoái thì thực sự là có một số cổ phiếu là trong một quý thôi tăng đến 2-3 lần luôn. Yeah. Hay là có những cái cổ phiếu mà định giá mà ví dụ chẳng hạn như cổ phiếu chứng khoán chẳng hạn, định giá PB là 3 lần. Trong khi đó thì cái bản thân cái book của các công ty chứng khoán thì đã được điều chỉnh theo cái giá thị trường rồi. Thế và nhà đầu tư sẵn sàng trả cho 3 lần cái book đó nữa. Thì tức là có những cái mức định giá nó rất là vô lý, nên là thực ra bản thân cuối năm 2021 thì chúng tôi đã kỳ vọng là thị trường sẽ có những cái điều chỉnh. Thế còn một cái vấn đề rất lớn của thị trường đó là vấn đề lạm phát. Lạm phát toàn cầu thì rõ ràng là bây giờ là câu hỏi, tóm lại là một cái vấn đề rất là đau đầu đối với cả các ngân hàng trung ương Mỹ, châu Âu. Thế thì thực sự là lạm phát có phải là vấn đề ngạc nhiên với chúng tôi không? Thì cũng vừa có vừa không. Thực ra thì ngay từ khi mà bắt đầu Covid xảy ra thì chúng tôi đã tự đặt ra câu hỏi là liệu là khi mà kết thúc Covid thì có lạm phát hay không? Bởi vì bị gián đoạn, các vấn đề sản xuất là bị ngừng lại. Thế thì khi mà thị trường mở cửa trở lại, khi mà nền kinh tế mở cửa trở lại thì chắc chắn là cầu sẽ tăng lên. Cái cầu mà bị dồn nén trước đó nó sẽ tăng lên một cách đột biến. Trong khi đó thì cung không thể nào tăng nhanh một cách gọi là kịp thời so với là cầu. Như vậy thì cái câu hỏi mà ngay từ khi thực sự là chúng tôi có cuộc họp đầu tiên về Covid là đầu năm 2020 thì bản thân tôi đã đặt cái câu hỏi đó cho cái anh giám đốc đầu tư cũ của chúng tôi, bây giờ là chủ tịch của công ty, là vậy thì liệu là có lạm phát sau khi Covid kết thúc hay không?
Đấy, thì tức là chúng tôi đã đặt cái vấn đề đấy ra và đã theo dõi rồi. Thế nhưng mà cái mức lạm phát mà nó cao như là chúng ta đã thấy là mức đỉnh của Mỹ là 9,1% vào tháng 6, hay là cái số mà mới đưa ra gần đây nhất là 8,3% đúng không? 8,3% thì nó cũng rất là ngạc nhiên so với cả cho rất nhiều người. Và nếu mà chúng ta nhìn vào cái kỳ vọng về lạm phát của Mỹ thì thực ra kể cả người tiêu dùng Mỹ thì cũng đều không kỳ vọng là lạm phát nó tăng như vậy. Thì đúng là cái mức, tức là lạm phát chúng tôi đã kỳ vọng trước đó, nhưng mà cái mức độ lạm phát thì nó cao hơn so với cả những gì mà chúng tôi kỳ vọng. Và một phần nguyên nhân thì là bởi vì là cái cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Và cái cuộc chiến tranh đó thì rõ ràng là không thể nào mà biết trước được, không thể đoán định được trước. Vâng. Thì tóm lại là tức là cái gì mà ngạc nhiên so với chúng tôi và cái gì không ngạc nhiên thì có những cái vấn đề là chúng tôi cũng đã xác định được trước là nó sẽ xảy ra, nhưng mà cái mức độ của nó, ví dụ lạm phát chẳng hạn, mức độ nó cao hơn, nhưng mà cái mức độ, tức là cái việc là thị trường sẽ điều chỉnh thì chúng tôi nghĩ là chắc chắn là thị trường sẽ điều chỉnh. Như vậy là yếu tố bất ngờ của chị Nga đều là những yếu tố bất ngờ mà cũng đã được đoán định trước, chỉ có là đúng, mức độ như thế nào. Thế còn với chị Trang thì sao, cái sự bất ngờ mà chị sẽ muốn nhắc đến ở đây là gì? Mình nghĩ rằng là với cái số liệu CPI công bố đêm qua của Mỹ ấy, thì cũng có một chút bất ngờ bởi vì nó cao hơn so với số liệu mà các nhà phân tích đã dự đoán trước đó. Thì cái, nếu mà nhìn sâu hơn thì cái số liệu này nó là do cái cầu tiêu dùng, mà cụ thể là dịch vụ, là tăng rất là mạnh. Ví dụ như là giá thuê nhà tăng rất là mạnh trong tháng 8 ở bên Mỹ thì nó cũng kéo cái CPI lên. Thì cái điều này sẽ dẫn đến cái việc là khả năng cao là Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp sắp tới. Và bây giờ thì mọi người cũng đã bắt đầu nói đến kịch bản là tăng, thậm chí là tăng 100 điểm. Và có với cái xác suất khoảng 50-50 gì đó. Thì rõ ràng như vậy thì là cái cơ hội cho nền kinh tế Mỹ mà hạ cánh mềm là rất là thấp. Và như ông Powell ông cũng tuyên bố trong cái cuộc họp Jackson Hole ấy, là sẽ không quay xe cho đến khi nào mà kiểm soát được lạm phát. Thì đấy là tình hình thế giới. Và rõ ràng như thế thì là cái việc mà cái nguy cơ suy thoái toàn cầu ấy, nó sẽ rất là rõ rệt. Việt Nam thì chúng ta có các cái số liệu ở vĩ mô từ giờ đến cuối năm là tốt hơn. Và ví dụ như là GDP vẫn tăng tốt và CPI được điểm kiểm soát tốt. Tuy nhiên thì cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi toàn cầu. Và do đó thì tôi nghĩ rằng là thị trường sẽ đi theo hướng thận trọng trong mùa đông tới. Và các cái yếu tố đột biến nếu có ấy, nó sẽ ví dụ như là về thanh khoản đột biến này, hoặc là đột biến về lợi nhuận của các blue chip ấy, thì tôi chưa thấy có cái yếu tố đó trong ngắn hạn. Cho nên là tôi nghĩ rằng thị trường vẫn khá là thận trọng. Có thể ngắn hạn thì thị trường sẽ phục hồi sau khi mà Fed tuyên bố tăng lãi suất. Nhưng đó là cái câu chuyện phục hồi ngắn hạn. Như vậy là có thể thấy là gần như là với các chuyên gia của chương trình thì không có một cái sự bất ngờ nào đột biến cả, đúng không anh Nam? Thế còn trong phiên ngày hôm nay thì sao? Chị Trang vừa nhắc đến mùa đông, thì nếu mà đặt phiên ngày hôm nay với bốn mùa xuân hạ thu đông thì theo quan sát của anh thì ngày hôm nay là chúng ta đang ở mùa gì? Tôi nghĩ là đợt rồi thì chúng ta nói chung là vẫn đang trong mùa hạ, nó khá là nóng thôi. Đợt rồi thì tự nhiên nó hơi trái gió thì nó có cái đợt mát mát tí. Thì bây giờ nó lại nóng như cái tính chất của mùa, nó đang là mùa hạ. Và cái phản ánh rõ là khi mà những cái chia sẻ của hai vị khách mời thì nó phản ánh lên thị trường chứng khoán Mỹ, và sáng nay nó phản ánh lên thị trường chứng khoán Việt Nam. Lúc này kết phiên chúng ta đang giảm khoảng hơn 17 điểm. Và có thể thấy ở đây là khi mà kết nối với cả màn hình máy tính của tôi thì có thể thấy là dụ như Dow Jones hôm qua là cũng khi mà giảm đến 1.200 là phi gãy luôn cả đường hỗ trợ rồi, thì có thể là sẽ tiếp tục giảm nữa. Nhưng mà tất nhiên là mọi người thì gần đây thì hay nói cái câu chuyện là các thị trường chứng khoán nó sẽ có cái lối đi riêng chẳng hạn. Ví dụ như là có những thị trường như chúng ta thấy đây là chỉ số chứng khoán Jakarta này của Indo, là thậm chí là sau khi giảm theo thế giới thì bây giờ đã quay trở lại còn vượt cả đỉnh cũ. Rồi có rất nhiều thị trường như là Ấn Độ cũng đã vượt đỉnh cũ. Tất nhiên thì mỗi thị trường nó sẽ có những cái đặc thù, những cái câu chuyện riêng. Còn tôi nghĩ là chúng ta cũng nên nhìn vào cái vấn đề của thị trường Việt Nam hiện nay hơn là nên đi nhìn vào cái thị trường chứng khoán khác xong bảo là thế tại sao kiểu Mỹ giảm như thế mà Indo tăng, Ấn Độ tăng mà Việt Nam nó không tăng. Vì thực ra là mỗi nền kinh tế nó sẽ có những cái đặc thù riêng. Còn quay trở lại thì tôi nghĩ là giai đoạn này thì nếu như là có lẽ là các chuyên gia như kiểu đây thì nghĩ là về dài hạn thì vẫn là cơ hội, đúng không ạ? Nhưng mà ngắn hạn thì chúng ta vẫn phải cẩn trọng. Vâng. Có một cái nghịch lý như này, đấy là chỉ số giá tiêu dùng CPI do Bộ Lao động Mỹ công bố thì cho thấy là lạm phát tháng 8 của nước này thì đang là 8,3% và đây là mức cao hơn so với dự báo. Ai cũng dự báo giảm, thế nhưng mà chỉ số này lại tăng, thì không biết là cả ba anh chị ở đây đánh giá như thế nào về tình hình này, và theo các anh chị thì nó sẽ tác động như thế nào đến tâm lý của nhà đầu tư? Có gì hỏi chị Trang?
Mình nghĩ rằng là như mình vừa nói lúc trước ấy, là nó kéo bởi cái cầu tiêu dùng và đặc biệt là dịch vụ. Thì có thể nhìn thấy ví dụ như là giá thuê nhà tăng này, hoặc là những cái chi tiêu cho gọi là personal care là tăng. Thì rõ ràng là đây là về phía cầu và sẽ khó kiểm soát hơn. Và chắc là mọi người, nhà đầu tư sẽ kỳ vọng là nó sẽ kéo dài. Tức là cái mức lạm phát cao nó sẽ kéo dài hơn hơn là chỉ là tạm thời. Mặc dù là trong tháng 8 thì chúng ta đã chứng kiến là giá dầu giảm khá là mạnh. Tuy nhiên thì nó cũng không giúp góp phần kéo lạm phát được xuống quá nhiều. Thì đấy là mình nghĩ là nhà đầu tư thị trường đang nhìn theo hướng đó. Thế còn cái diễn biến đó thì tác động như thế nào đến tâm lý nhà đầu tư chị nhỉ? Thì trước hết chắc là nói thêm một chút về lạm phát Mỹ. Thì mình có đọc một cái báo cáo mình nghĩ là khá là thú vị của tập đoàn CME về lạm phát của Mỹ và châu Âu. Thì thực ra họ có so sánh giữa lạm phát Mỹ và lạm phát châu Âu. Thực ra cái mức lạm phát, cái headline inflation ấy, thì nó tương tự nhau. Nhưng mà cái lạm phát lõi ấy, của Mỹ thì cao hơn rất nhiều so với cả châu Âu. Và họ cũng đưa ra những cái yếu tố mà chính mà tác động đến lạm phát. Thì họ kết luận là lạm phát của Mỹ thì sẽ do ảnh hưởng của cú sốc cầu nhiều hơn so với cả lạm phát của châu Âu thì chủ yếu là do cú sốc cung. Và họ cũng đưa ra những cái dẫn chứng, ví dụ như là chẳng hạn như là ảnh hưởng của việc Mỹ có hỗ trợ đối với cả người tiêu dùng trong Covid, và cái mức độ thâm hụt ngân sách của Mỹ cũng như là mức độ mở rộng cái bảng cân đối kế toán của Mỹ thì nó lớn hơn rất là nhiều. Thế rồi cái tiêu dùng của người dân Mỹ, ví dụ như chẳng hạn họ lấy năm tôi nhớ là 2014 thì phải, 2014 là mức là 100 điểm, thì đến 2021 thì là tăng khoảng 40% cái tiêu dùng của Mỹ. Thế còn tiêu dùng của châu Âu thì chỉ tăng khoảng 20% thôi. Thế rồi về mặt cung chẳng hạn, thì ví dụ như chẳng hạn như là giá khí, khoảng chẳng giá khí ở Henry Port của Mỹ chẳng hạn thì luôn luôn là vẫn là ở dưới mức 10 đô. Thế nhưng mà tất nhiên là nó cũng tăng so với ở Covid, trước Covid. Thế nhưng mà của châu Âu chẳng hạn thì chúng ta thấy là cái giá khí nó cao hơn rất là nhiều. Thế thì họ đã kết luận một cái là cái lạm phát của Mỹ thì nó sẽ bị tác động bởi yếu tố cầu nhiều hơn là yếu tố cung. Và thực ra như Trang cũng có đề cập á, thì một trong những cái yếu tố đó là cái rất là cụ thể, đó là cái giá thuê nhà. Thì cái giá thuê nhà đấy thì họ nhìn vào cái giá bán nhà ấy, cái giá mà bán nhà thì họ kết luận là sẽ còn phải mất nhiều năm nữa thì giá thuê nhà mới có thể giảm được. Mà trong khi đó giá thuê nhà trong cái lạm phát lõi nó chiếm đến 41% cái lạm phát lõi của Mỹ. Và lạm phát lõi của Mỹ thực ra là ngoài cái con số headline inflation là 8,3% thì cao hơn so với cả dự đoán trước đó của giới chuyên gia là chỉ khoảng 8-8,1% thôi. Và cái số so với tháng 7 thì là trước đó mọi người dự đoán là nó có thể không thay đổi hoặc là giảm 0,1%, nhưng trên thực tế thì nó tăng 0,1%. Thế thì còn cái lạm phát lõi ấy, thì nó lại tăng thậm chí là từ 6,3% lên 6,5% year on year. Và cái tăng nhiều nhất đó là cái giá thuê nhà. Và CME nói là nếu mà với cái mức giá nhà như vậy thì sẽ còn mất rất nhiều năm để mà cái giá thuê nhà nó có thể giảm được. Thế và đồng thời chúng ta cũng thấy là cái thị trường lao động Mỹ vẫn còn đang rất là tốt. Và cái khi mà cái tiền lương vẫn còn tăng thì cũng rất là khó để mà cái cầu nó giảm. Thế rồi một cái yếu tố nữa là cái lãi suất mà Fed tăng ấy, thì thực ra CME họ có tính là cái lãi suất thực, tức là giữa cái lãi suất, mức lãi suất và mức lạm phát thì nó vẫn còn đang, lãi suất thực nó đang âm rất là nhiều. Và nếu với cái lãi suất âm như thế thì cái rủi ro về lạm phát vẫn còn rất là lớn. Đấy thì có thể thấy là tức là cái bài toán mà giải quyết vấn đề lạm phát của Mỹ chắc chắn nó sẽ khá là lâu, khá lâu. Thế nhưng có một cái điểm tích cực là Fed thì rất là nhất quán trong cái chính sách của họ. Rõ ràng là họ chưa có một cái thái độ là nương tay với lạm phát, kể cả khi mà lạm phát đã có cái dấu hiệu tạo đỉnh. Và điều đó đã giúp cho cái kỳ vọng về lạm phát nó vẫn còn ở giữa mức thấp. Ví dụ chẳng hạn như là cái kỳ vọng lạm phát trong vòng 2 năm tới hay là trong vòng 10 năm tới thì nó vẫn ở cái mức trước Covid. Đấy, thì rõ ràng là mọi người vẫn đang tin tưởng vào những cái động thái là Fed có thể chống được lạm phát. Và tôi nghĩ là nếu mà Fed để mà đánh mất cái lòng tin đấy thì sẽ rất là nguy hiểm. Chính vì vậy nên là cái quyết định của họ trong cái cuộc họp sắp tới ấy, chắc chắn là tôi nghĩ là sẽ không thể nào có, trước đây còn có những cái suy nghĩ, những cái dự đoán là có thể có cái kịch bản là họ tăng 50 điểm thôi, nhưng rõ ràng là kịch bản đấy chắc chắn là không còn. Thế và có thể tăng là thậm chí là đến 100 điểm.
Và như vậy thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến đến tâm lý của nhà đầu tư, bởi vì là rõ ràng là chúng ta cũng biết là lãi suất rồi cái cung tiền ấy là cái gọi là luôn luôn là kẻ thù của thị trường chứng khoán. Bởi vì rõ ràng là thị trường chứng khoán để mà nó tăng được thì nó cần dòng tiền, đúng không? Khi mà dòng tiền bị thắt chặt lại thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng, và nó sẽ ảnh hưởng đến đến tâm lý chung của thị trường. Vâng. Có một câu chuyện là nhiều quỹ ngoại tên tuổi thì cũng nhận định là thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta thì cũng có khá là nhiều điểm tương đồng với thị trường của Đài Loan, Trung Quốc cách đây 20 năm khi mà làn sóng nhà đầu tư tham gia mới bắt đầu bùng nổ. Tính từ đầu năm thì Fubon ETF là cái tên duy nhất không có tháng nào bị rút dòng, với tổng giá trị dòng tiền vào lên đến 6.100 tỷ đồng, và có thể nói là đây là mức mà lớn nhất ở trên thị trường, phải không anh Nam? Vâng. Và dưới cái góc độ quan sát dòng tiền và tín hiệu của quỹ này thì cái nhân tố đột biến hay có thể phản ánh điều gì đó của dòng tiền đầu tư nói chung là gì? Không biết là các anh chị có cái câu trả lời nào xác đáng cho quý vị khán giả đã gửi câu hỏi đến chương trình. Ok, thì thực ra nói về, thực ra mình cũng đọc cái bài như của chứng khoán Loan Ta, đúng không? Họ so sánh về thị trường Việt Nam với cả thị trường Đài Loan cách đây 20 năm. Thì đọc cái bài đấy thì mình cũng có đi tìm hiểu thêm một chút về Đài Loan. Thì mình thấy là đúng là ở Đài Loan bây giờ thì thực sự là cái mức độ mà quan tâm đến thị trường chứng khoán nó rất là cao. Số lượng tài khoản chứng khoán của họ là khoảng hơn 21 triệu. Trên tổng số dân số của họ chỉ có 23,6 triệu thôi. Tức là số lượng tài khoản chứng khoán mà trên dân số là khoảng 90%. Yeah. Tất nhiên là không phải hoàn toàn là mỗi người một tài khoản, mà ví dụ số lượng người sở hữu tài khoản chứng khoán là khoảng hơn 11 triệu. Như vậy cũng rất là cao so với cả Việt Nam của chúng ta thì là cái số lượng tài khoản chứng khoán mà trên dân số chỉ khoảng 6,5% thôi. Thì nếu mà nhìn từ cái góc độ là từ Việt Nam, chúng ta nếu mà 20 năm nữa mà chúng ta được như Đài Loan thì thực sự là cũng là một cái gì đấy rất là đáng để suy nghĩ, đúng không? Thế tuy nhiên thì tôi cũng nhìn thêm một chút về nền kinh tế thì cái GDP trên đầu người của Đài Loan ấy thì chúng ta ở mức hiện tại thì tương đương với cả Đài Loan khoảng năm 1985. 1985 lúc đó thì cái GDP trên đầu người của họ là khoảng 3.300 đô. Tất nhiên là năm 86 thì lên đến khoảng 4.000 đô luôn rồi, tức là tăng khoảng 20%. Năm đấy thì của mình là cao hơn một chút so với cái mức năm 85. Thế thì nhưng mà bởi vì họ GDP của họ tăng rất là mạnh từ năm 85 đến năm 95. Năm 85 đến năm 95 thì trung bình mỗi năm là họ tăng khoảng được khoảng gần 15% một năm. Và đến năm 95 thì họ đã đạt khoảng 12.000 đô rồi. Thế thì nếu mà Việt Nam chúng ta mà có thể duy trì được 6% một năm GDP trên đầu người trong vòng 20 năm nữa thì chúng ta cũng đạt được khoảng gần 12.000 đô sau 20 năm nữa. Như vậy là đến năm sau 20 năm nữa thì chúng ta mới đạt được như Đài Loan năm 1995 thôi ạ. Đấy. Thì còn trong khi đó nếu cách đây 20 năm thì nó phải 2002, đúng không? Thì tôi cũng nghĩ là từ Đài Loan 2002 như thế nào thì thực ra là 95 đến năm 2002 thì kinh tế Đài Loan thì lại tăng trưởng khá là chậm lại. GDP từ năm 2002 đến năm từ năm 95 đến năm 2002 thì tăng có gần 0,5% thôi. Thế thì coi như là chúng ta cũng coi như có thể coi được là 95 với cả 2002 về mặt GDP thì nó cũng khá là tương đồng nhau đi, đúng không? Thì hy vọng là chúng ta như vậy là chúng ta có thể cách Đài Loan gọi là cách đây 20 năm, tức khoảng 2002. Thế thì nhìn vào 2002 thì cái số lượng mà người nhà đầu tư có tài khoản chứng khoán Đài Loan ấy là khoảng 55%, khoảng 50-55% gì đó. Và năm 95 thì lại chỉ có khoảng 22% thôi. Tức là năm 95 đến 2002 là cũng cái số lượng tài khoản chứng khoán của Đài Loan là cũng tăng lên đến hơn gấp đôi. Thế thì tôi nghĩ là nếu mà mình nói là mình cách Đài Loan 20 năm ấy thì tôi nghĩ là nó hơi có gì đấy quá một chút, mà tôi nghĩ là chúng ta kỳ vọng là sau 20 năm nữa thì chúng ta được như Đài Loan năm 2002. Như vậy cũng có thể thấy là nếu mà nhìn ở góc nhìn của chị Nga thì thấy là tiềm năng của các công ty chứng khoán nó rất là lớn, đúng không ạ? Rõ ràng là tiềm năng của công ty chứng khoán lớn như vậy, bởi vì là cái số lượng tài khoản mở mới của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng chưa xi nhê là gì so với cả cái nhu cầu đầu tư, mà tôi nghĩ là về sau này thì chắc chắn là chứng khoán nó không chỉ là một cái kênh để mà mọi người đầu tư nữa, mà nó cũng là một cái kênh thu hút nguồn vốn rất là lớn. Thế còn ở cái góc độ của người theo dõi thông tin thì không biết là anh Nam có thể chỉ ra những cái dấu hiệu nào mà các nhà đầu tư cần phải chú ý trên thị trường hiện nay hay không? Bởi vì tuần này chúng ta cũng vừa mới được giao dịch lô lẻ, mà có lẽ là chúng ta cũng phải đi nhanh một chút. Chúng ta phải đi nhanh thì thực ra là cái ý này tôi nghĩ là tôi muốn hỏi chị Trang hơn. Chị Trang cũng là giám đốc phân tích cổ phiếu của bên SSI Research. Thì cũng muốn chị chia sẻ thêm về cái nhận định của SSI theo cái kịch bản từ giờ đến cuối năm. Và thực ra SSI cũng đã gọi là tiên lượng cả vấn đề cơ bản và kỹ thuật rồi. Thì xin chị chia sẻ thêm.
Nam muốn hỏi về vấn đề thanh khoản đúng không? Thanh khoản thì chúng ta thấy là nó đang mất hút đúng không? Thanh khoản thì nó mất hút này. Đúng rồi. Thị trường thì nó lình xình như này thì rõ ràng thấy là cái tâm lý nó cũng tương đối là đang thận trọng và có phần chán nản. Đúng rồi, Nam nói đúng là nó, thị trường nhà đầu tư đang khá là thận trọng và chờ quan sát. Cộng với việc là rõ ràng là các ngân hàng trung ương rút tiền về thì cũng sẽ có cái yếu tố tác động làm giảm thanh khoản của thị trường chứng khoán. Vừa rồi ngày 29 tháng 8 thì Việt Nam có áp dụng cái cơ chế thanh toán T+2. Thì rõ ràng là cũng là một bước tiến so với cái chu kỳ thanh toán T+3 trước đó. Thì theo quan sát của SSI thì thị trường sẽ cần, ví dụ như là so với các thị trường trước đây khi cũng chuyển sang áp dụng T+2, thì thị trường sẽ cần vài ba tháng đến một quý để mà làm quen với cái cơ chế giao dịch mới. Và sau đó thì thanh khoản trung bình ở quý tiếp theo ấy, thì có thể tăng được khoảng 10% so với trước khi áp dụng cái cơ chế thanh toán này. Thì chắc là mình sẽ phải kết hợp các yếu tố về mặt thông tin cũng như là tâm lý của nhà đầu tư. Bởi vì rõ ràng thị trường Việt Nam thì nhà đầu tư cá nhân vẫn là chiếm phần lớn, 90% tổng giá trị giao dịch. Thì đó là cái vấn đề thanh khoản của thị trường Việt Nam. Còn về vấn đề kịch bản thị trường thì chị nghĩ là liệu cái kịch bản nhà đầu tư có thể gọi là chuẩn bị để giao dịch như thế nào trong bối cảnh như này? Dù như là chị Nga vừa chia sẻ đúng không ạ? Đến 21 tháng 9 là Fed sẽ công bố mức lãi suất mà nó gọi là diều hâu quá thì thị trường sẽ lại tiếp tục sốc nữa. Thì cái góc nhìn với gọi là vai trò nhà đầu tư đấy, chứ không gọi là vai trò SI Research, thì chị sẽ có cái góc nhìn giao dịch như nào? Với cá nhân mình ấy, thì mình cũng đồng ý với chị Nga là có thể là cái tin xấu sẽ là tin Fed tăng lãi suất. Nhưng mà chị nghĩ là sau khi thông tin lạm phát hôm qua thì thị trường đã bắt đầu phản ánh cái khả năng tăng lãi suất cao của Fed rồi. Và có thể sau đó thì thị trường sẽ có một nhịp hồi khi mà các cái thông tin ngắn hạn về tăng lãi suất nó được phản ánh. Thế còn như dài hạn thì như chị vừa chia sẻ đấy, thì có nghĩa là thị trường thế giới vẫn khá là xấu trong cái bối cảnh là cái nguy cơ về suy thoái đang rất là rõ rệt. Thì Việt Nam thì mặc dù các cái chỉ số về vĩ mô tốt hơn, tuy nhiên thì cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng, cho nên là thị trường có khả năng là sẽ đi theo hướng thận trọng trong thời gian tới. Vâng. Nhà đầu tư thì vẫn nên thận trọng đúng không ạ? Vâng. Thực ra thì tôi cũng thực ra chị nghĩ là về phía góc độ nhà đầu tư thì thực ra là không mua gì không bán gì thì vẫn có nghĩa là đang đầu tư mà. Cho nên mình cũng không nhất thiết lúc nào cũng phải mua bán, hoặc là mình có thể kiên nhẫn. Thực ra hôm trước tôi cũng có một cuộc trao đổi với anh Trần Tiến Dũng về bối cảnh thị trường này, chị Trinh ạ. Thì anh Dũng có bảo là thực ra phương pháp của anh Dũng sẽ là 80 và 20. Tức là nếu như thị trường mà là giá tăng thì anh Dũng sẽ đặt là 80% cho đầu cơ và 20% cho đầu tư dài hạn. Nhưng bây giờ cái 80-20 nó thay đổi, tức là 80 bây giờ đang phải đầu tư dài hạn và 20% đầu cơ, vì cái cơ hội trên thị trường nó rất ít. Thì tôi nghĩ nó cũng phản ánh câu chuyện vì thực ra kể cả những nhà đầu tư lớn họ cũng không giao dịch nhiều lúc này, thì chúng ta được chỉnh cái thanh khoản như vậy, vì rõ ràng là khi mà thị trường nó khó thì chúng ta phải phòng thủ đúng không ạ? Nhưng có một câu chuyện thực ra tôi cũng muốn là đẩy nhanh phần bữa trưa chứng sĩ, thì tôi rất là muốn hỏi nhanh bên VCBF, và mong là chị Nga thì chia sẻ rất nhanh, bởi vì bên chị có một cái quỹ mà 8 tháng lại có hiệu suất dương thì tôi thấy là cũng khá là khác so với thị trường. Xin chị chia sẻ rất nhanh giúp là cái lý do gì để mình tạo được cái hiệu suất như thế. Thực ra VCBF thì thực ra là có thể nói là cái hiệu suất đầu tư của tất cả các quỹ trong 8 tháng thì khá là tốt so với cả thị trường. Những cái quỹ mà ví dụ như chẳng hạn như cái quỹ đã lâu đời nhất của chúng tôi là quỹ BCF ấy, thì cũng chỉ giảm khoảng 2% thôi so với cả mức giảm của VN Index của 8 tháng là khoảng 16-17% gì đó đúng không? Thế còn cái mà cái quỹ mà có cái hiệu suất cao nhất đó là quỹ đầu tư tăng trưởng VCBF, thì quỹ này thực ra là một cái quỹ mới, chúng tôi mới thành lập vào tháng 12 năm 2021. Và nếu mà chúng ta nhìn vào cái, bởi vì quỹ này tập trung vào các cái cổ phiếu có vốn hóa vừa, nhưng nếu mà chúng tôi nhìn vào cái chỉ số VN70 ấy, thì rõ ràng là từ khi mà thị trường tạo đáy vào cái cuối tháng 3 2020 đến cuối năm 2021 chẳng hạn, thì cái chỉ số VN70 nó tăng khoảng gấp đôi so với cả VN Index. Thế và cái thời điểm mà chúng tôi làm cái IGM thì chúng tôi cũng có xem cái định giá của VN70 ấy, thì lúc đó cái chỉ số trung vị của VN70 nó khoảng 22 lần, nó cao hơn khoảng 70% so với cả cái mức đỉnh của năm 2018. Đấy, mức đỉnh 2018 ở đấy VN70 cái mức trung vị nó chỉ khoảng hơn 13 lần thôi, cao hơn khoảng 70%. Thì điều đó cũng có thể thấy là các cái cổ phiếu có vốn hóa vừa và các cổ phiếu có vốn hóa nhỏ nó đã bị đẩy lên như thế nào, cái mức định giá nó rất là cao, và chủ yếu là do cái lực đẩy của nhà đầu tư cá nhân. Thì khi mà chúng tôi thành lập cái quỹ mà tập trung vào cái cổ phiếu có vốn hóa vừa như vậy thì chúng tôi thấy là
và cái mức định giá nó đã rất là cao như vậy, nên là cái thời gian mà ban đầu khi mà mới thành lập quỹ thì cái công việc của chúng tôi chủ yếu sẽ vẫn là đánh giá từng cái cổ phiếu một và tìm ra những cổ phiếu mà mình ưa thích, thế và rất là kiên nhẫn chờ đợi đến được cái mức giá mục tiêu, và thành ra chúng tôi chủ yếu giải ngân vào trong quý 2 của năm 2022 vừa rồi. Đấy thì khi mà thị trường giảm rất là mạnh thì chúng tôi chủ yếu giải ngân ở trong thời gian đó. Và khi tháng 8 thị trường hồi phục lại thì quỹ đã có một cái mức tăng trưởng rất là tốt là 2,6%. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là bởi vì cái quỹ đấy là quỹ mới nên là chúng tôi mới có mức tăng trưởng dương như vậy, bởi vì là chúng tôi có một cái danh mục rất là lớn, danh mục của chúng tôi là cái có cái danh mục này thành lập từ 2013 với cái vốn ban đầu chỉ là 30 tỷ thôi mà bây giờ là 1.800 tỷ. Thì cái quỹ cái danh mục đó chúng tôi quản lý cho một nhà đầu tư tổ chức cũng có một cái mức lợi suất dương là 2,3% trong 8 tháng. Thì tại sao như vậy là bởi vì là chúng tôi thực sự là ngoài cái việc mà lựa chọn đánh giá cổ phiếu, chúng tôi chỉ giữ nếu mà những cái cổ phiếu này nó không bị định giá quá cao và chỉ mua khi mà nó cũng không bị định giá quá cao. Thế và một cái nữa là chúng tôi đầu tư một cái danh mục rất là đa dạng. Thì trong cái thời gian vừa rồi, 8 tháng vừa rồi, chúng tôi nắm giữ những cái ngành mà nó bị giảm thấp hơn rất nhiều so với thị trường. Ví dụ chẳng hạn như là công nghệ thông tin, ví dụ như FPT chẳng hạn, hay là cái ngành gọi là tiêu dùng không thiết yếu, chủ yếu là bán lẻ, ví dụ Mobile World hay P&J, hay là lương thực thực phẩm, ví dụ như Sabeco. Năm ngoái ấy, nói chung là chả ai thích gì Sabeco đúng không? Thì chúng tôi đi mua Sabeco. Thế, hay là ngành tiện ích, ví dụ như là RE hay là Biwase. Đấy, thì tức là cái danh mục của chúng tôi nó rất là đa dạng và nó là những cái công ty mà nó có thể tăng trưởng một cách dài hạn, ổn định dài hạn, và nó cái tỷ trọng nằm giữa những cái ngành mà ví dụ như chẳng hạn như là ngành dịch vụ chứng khoán, chúng tôi thấy là cái định giá chứng khoán nó rất là cao rồi nên là chúng tôi không nắm giữ nữa. Thế rồi hay là những cái ngành như là material, là cái ngành nguyên vật liệu, ví dụ như là thép chẳng hạn, chúng tôi biết chắc chắn là cái ngành thép là cái ngành năm ngoái là được hưởng lợi rất lớn từ cái sự đột biến của giá thép. Thế nên thành ra là chúng tôi chỉ duy nhất đầu tư Hòa Phát và chúng tôi cũng giảm tỷ trọng Hòa Phát rất là nhiều, từ cái mức mà cao hơn so với cả cái benchmark, so với cái chỉ số tham chiếu xuống cái mức thấp hơn so với chỉ số tham chiếu. Thế rồi những cái ngành mà nó bị biến động nhiều, ví dụ như là ngân hàng hay bất động sản, thì chúng tôi cũng nắm giữ ít hơn và nắm giữ những cổ phiếu hàng đầu. Ví dụ như ngân hàng thì chúng tôi nắm những ví dụ như là MBB hay ACB chẳng hạn, Sacombank, hay còn bất động sản thì chỉ nắm giữ 55 hay Vinhome, tức là những cái công ty hàng đầu trong những cái ngành như thế. Nói chung là thấy rằng là cái bí quyết của chị Nga rất là đơn giản thôi, đấy là định giá đúng không ạ? Và cái quan trọng nhất là mua thời điểm mua nữa. Và nắm giữ nữa. Chúng tôi nắm giữ dài hạn, chúng tôi sẽ không kiểu mua ra bán mua đi bán lại nhiều. Thế thì ví dụ như tôi lấy ví dụ như chẳng hạn như cái cổ phiếu P&J chúng tôi mua từ khi mà quỹ gần như là bắt đầu thành lập của quỹ BCE của chúng tôi. Thì lúc đấy khi mà có những cái tin tức rất là xấu về liên quan đến ngân hàng Đông Á Banh thì chúng tôi mua P&J và nắm giữ từ đó đến bây giờ. Thì tôi xem, hôm vừa rồi tôi xem lại thì cái tổng cái lợi nhuận của chúng tôi mà đã đạt được là 8,7 lần. Vâng. Nắm giữ từ hồi đó đến bây giờ. Dạ. Thực ra thì là thắng hay thua nó cũng là do là mình đã nắm giữ được nó bao lâu, thời điểm nào, mình kiên định như thế nào. Nhân tiện liên quan đến quỹ thì có khán giả tên là Nguyễn Thị Mai, bạn ấy có hỏi là hình như là SSI cũng có một quỹ có hiệu suất tốt trong tháng 7. Thế thì không biết là cái việc vận hành của một quỹ thì các nhà đầu tư cá nhân có thể học hỏi được điều gì? Cái này câu này xin hỏi Trang. Thực ra đúng là quỹ của SSI thì cũng có perform tốt trong tháng 7. Thì các anh chị đồng nghiệp của tôi bên công ty quản lý quỹ SSIM cũng đã làm rất tốt trong việc là chọn đúng, chọn trúng cổ phiếu và quản trị rủi ro tốt. Vâng. Bởi vì là thị trường đã giảm liên tục từ tháng 4 cho đến tháng 7 và mới chỉ hồi phục tháng 8. Nhưng mà rõ ràng khán giả đang muốn hỏi là những cái bí quyết của quỹ thì họ sẽ có thể vận dụng và áp dụng được điều gì? Mình nghĩ là vẫn phải xuất phát từ các yếu tố cơ bản là nắm rõ doanh nghiệp và có khả năng định giá doanh nghiệp và có thể quản trị rủi ro tốt để có thể tránh được những cái rủi ro của thị trường. Vâng, như vậy thì một lần nữa vẫn phải xoay quanh câu này anh Nam ạ. Đấy là với những nhà đầu tư mà không có những bí quyết trên thì tốt nhất là nên gửi gắm vào các quỹ đúng không ạ? Thực ra mình nói một chút về quỹ với cả thanh khoản thị trường ấy. Mình thấy vì là thị trường của mình ấy thì thực ra là 85-90% là nhà đầu tư cá nhân đúng không? Và nhà đầu tư cá nhân ấy thực ra có một lần mình đã gửi cho Nam xem cái bảng gọi là cái vòng xoáy tâm lý của nhà đầu tư cá nhân. Đấy. Thì nhà đầu tư cá nhân thì ban đầu khi mà thị trường mới lên ý, thì họ vẫn còn rất là nghi ngờ. Đấy, họ vẫn chưa nghĩ là thị trường lên đâu, bởi vì có vẫn rất nhiều các cái yếu tố xấu ở trên, người ta vẫn còn nói về rất nhiều thứ xấu đúng không? Thế thì vẫn chưa tin đâu. Thế khi mà nó lên thêm một thời gian nữa thì bắt đầu là có tin thêm một chút rồi. Đấy. Thế và sau đó thì nhìn thấy là bạn bè mình bắt đầu thấy lãi về chứng khoán rồi. Đấy, bắt đầu là họ bắt đầu mới thấy là thực sự là thôi thị trường đã lên rồi đúng không? Đổ tiền vào mua thì bắt đầu là thấy là mình có lãi.
và thấy là ok mình đúng rồi, như vậy là thị trường bây giờ toàn tin tốt rồi, chỉ có lên thôi. Thế là bắt đầu margin này, mới vay này, rồi dồn hết tất cả tiền của vào để đầu tư chứng khoán đúng không? Thì bắt đầu là sau đó thị trường điều chỉnh, thì họ cũng nghĩ là thị trường chắc điều chỉnh tạm thời thôi, gọi là chưa có gì phải lo lắng cả. Thế xong rồi khi mà thị trường giảm thêm một chút nữa thì bắt đầu là hơi lo lắng rồi, nhưng vẫn cố gắng giữ đúng không? Thế và nếu mà nó giảm thêm một chút nữa là bắt đầu là hoảng hốt rồi. Thế và bắt đầu sẽ có rất nhiều người giảm và bắt đầu bán dần trong cái đoạn đấy. Và đến sẽ có những cái người là vì sao, và dẫn đến là cái việc là tại sao mà thị trường cái thanh khoản nó giảm. Bởi vì là lúc đấy là bắt đầu là chỉ có người bán thôi, người mua không có nhiều nữa đúng không? Và sẽ đến cái đoạn là thôi quên đi, bởi vì là tôi tóm lại tôi đầu tư dài hạn đúng không, và tôi không giữ nó, không quan tâm, không phải mua bán gì nữa. Thì tôi nghĩ là bây giờ là đang có thể là giai đoạn như thế đấy, tức là tôi tóm lại là cũng lỗ nhiều rồi, tôi không bán nữa. Nhưng nếu nó giảm thêm nữa ấy, là bắt đầu hoảng loạn và lúc đấy là bán tháo luôn. Thì lúc đấy có lẽ là mới là đáy của thị trường. Lúc đấy là các quỹ và các nhà đầu tư tổ chức thì là mua đấy đúng không? Đấy, thì đấy là nhà đầu tư cá nhân đúng không? Còn quỹ thì chúng tôi không có cái vòng xoáy tâm lý đó. Bởi vì chúng tôi mua bán là dựa trên giá trị thực của công ty. Và chúng tôi quản lý một cái danh mục mà nó rất là đa dạng. Và chúng tôi nắm giữ là theo cái gọi là cái giá trị của công ty. Tôi vì cái chợ giống như thị trường giống như cái chợ đúng không? Dạ. Tức là bây giờ chúng ta thấy như kiểu chợ chiều ấy. Chợ chiều chả ai đi chợ chiều bởi vì nghĩ là thịt ôi, rau ôi rồi các thứ đúng không? Nhưng bản thân trong chợ nó không phải chỉ có thịt có rau. Nó có ví dụ như nó có đồ gia dụng đúng không? Giá trị của nó vẫn thế. Dạ. Mà thậm chí với một số công ty thì giá trị nó vẫn tăng lên vì nó vẫn tạo ra lợi nhuận. Thế nhưng mà người ta nghĩ là chợ chiều thì chả có cái gì giá trị cả. Thế thì chúng tôi là cái người mà chúng tôi tranh thủ những cái lúc chợ chiều đó, nắm giữ những cái hàng hóa mà nó sẽ càng ngày càng trở nên giá trị hơn. Và khi mà bắt đầu sáng hôm sau gọi là chợ mở trở lại đúng không, và mọi người bắt đầu sôi động trở lại, thì chắc chắn là những cái hàng hóa đấy là những cái hàng hóa mà mọi người sẽ quan tâm đầu tiên, và nó sẽ giá trị nó sẽ tăng lên. Vâng, như vậy có thể thấy là bản thân các quỹ họ có những cái bộ công cụ nghiên cứu thị trường, và họ có chỉ có một thứ họ không có thôi, thì đấy là chính là cái vòng xoáy cảm xúc mà giống như chị Nga vừa mới chia sẻ. Nói chung là phải hơi chịu được chán một tí. Vâng. Đúng không? Vâng, rõ ràng đấy là kinh nghiệm đầu tư và những cái giao dịch của các nhà quản lý quỹ và các công ty chứng khoán và các nhà giao dịch có kinh nghiệm trên thị trường. Thế còn kinh nghiệm giao dịch từ các nhà đầu tư quốc tế thì như thế nào? Sau đây sẽ là một tổng hợp của phóng viên VTV Money. Nếu bạn chuộng phương pháp giao dịch đầu cơ thì chắc hẳn sẽ rất thích Dan Zanger, một trong những nhà đầu cơ nổi tiếng tại thị trường chứng khoán Mỹ, khi từng có thành tích biến 11.000 đô la Mỹ thành 42 triệu đô trong vòng 23 tháng. Nhưng bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng nhà giao dịch này sẽ có những thời điểm ngừng giao dịch trong vòng vài tháng. Dan Zanger là người tin vào vị thế cầm nhiều tiền mặt trong thị trường con gấu để sẵn sàng cho thị trường tăng giá tiếp theo. Theo ông, nhiều người nói rằng bạn có thể kiếm được nhiều tiền nhờ bán khống, nhưng các vị thế này thường chỉ giảm từ 15 đến 35%. Còn trong một thị trường tăng giá, bạn có thể mua cổ phiếu tăng từ 10 đồng lên 40 đồng, hoặc từ 20 đồng lên 60 hoặc 80 đồng trong vài tháng hoặc một năm. Đó là mức di chuyển 400%, và với đòn bẩy 1-1, bạn có thể lãi gấp đôi. Nếu bạn cứ loay hoay bỏ toàn bộ tài sản ra giao dịch trong thị trường con gấu, để rồi khi động thái tăng giá lớn xuất hiện, bạn đã mắc kẹt và không thể thoát ra. Vâng, có thể nói là chúng ta đã có một bữa trưa chứng sĩ khá là thịnh soạn với những đánh giá vĩ mô về các kịch bản của thị trường và cũng như kinh nghiệm để đầu tư thành công trong giai đoạn vừa rồi. Còn bây giờ sẽ là phần mà tôi tin là rất là nhiều các nhà đầu tư đang đón chờ, và chúng tôi cũng rất là mong nhận được những phản hồi, những tương tác của quý vị. Chúng ta sẽ phân tích là những ngành nào là những ngành mà chúng ta có thể cân nhắc để có thể triển theo kỳ vọng. Và một vị khách mời nữa sẽ góp mặt trong phần này, đó là một người rất là gần gũi và sát sao với các nhà đầu tư. Mặc dù là về vị thế địa lý thì anh ấy rất là xa với trường quay của chúng ta đúng không? Anh ấy từ thành phố Hồ Chí Minh bay ra đây. Đó là bạn Trần Gia Hào đến từ SSI Research. Một lần nữa là cảm ơn Hào đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái hashtag đầu tiên đi ạ. Hashtag tất đất tất vàng. Thì AgriSeco Research cũng kỳ vọng là có cái vùng P trên B của bất động sản là khoảng 2x cho đến 2,25x sẽ là vùng đáy của giai đoạn này, và cũng là vùng giá phù hợp để các nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân đầu tư cho mục tiêu nắm giữ trong trung và dài hạn. Và cái mặt bằng giá cổ phiếu này cần giảm thêm từ 10 đến 20% nữa để mở ra cơ hội tích lũy. Thì không biết là với những vị khách mời của chương trình nhận định như thế nào về câu chuyện này ạ? Bất động sản thì chắc phải hỏi chị Trang. Vâng.
Mình cho rằng là thị trường bất động sản bây giờ đang bắt đầu ngấm những cái chính sách, những cái quy định chính sách. Ví dụ như là mình quan sát là thị trường thì đã có sự sụt khoản, sụt giảm về thanh khoản, giá, cái mức độ tăng giá thì cũng chững lại. Thì theo quan điểm của SI Research thì mình nghĩ rằng là chúng ta cần những nghị định hoặc là những cái quy định trong ngành, ví dụ như là nghị định 153 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, hoặc là các cái luật như là luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, nhà ở thì đều chưa có cái dự thảo cuối cùng. Cho nên là SI cho rằng là vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để xem xét đến các cổ phiếu bất động sản tại thời điểm hiện tại. Vâng. Một cái từ khóa nữa mà tôi tin là rất là nhiều khán giả cũng quan tâm, đó là cái từ khóa về điện, mà như cái này cũng là chuyên môn mà Hào nghiên cứu thì phải. Chúng tôi tạm gọi cái hashtag tiếp theo là lực điền điện lực. Bởi vì là rõ ràng là câu chuyện về điện ở trên thế giới và câu chuyện về điện ở Việt Nam cũng đang là cái câu chuyện mà rất nhiều người quan tâm. Và đây cũng có thể là một cái ngành mà nhiều nhà đầu tư họ có thể nghiên cứu sâu hơn về thị trường, họ cũng quan tâm về ngành này. Thì không biết là ở cái góc độ của bạn thì bạn cho rằng là cái ngành này liệu rằng có phải là cái ngành mà sẽ có nhiều triển vọng trong mùa đông năm nay hay không? Thứ nhất là về ngành điện thì mình nghĩ là theo kịch bản tăng trưởng của Việt Nam thì mỗi năm thì trong cái dự thảo quy hoạch 8 thì bên chính phủ cũng có đặt là từ đây đến 5 năm tới thì tăng trưởng GDP vẫn đạt khoảng là trên 6%, và kịch bản tốt là có thể đạt trên 7%. Thì mình nghĩ là tiêu thụ điện thì nó vẫn sẽ tăng đâu đó khoảng trung bình khoảng 9%. Thì nó cũng là một cái động lực thứ nhất cho các nhóm ngành công ty điện. Thì trong ngắn hạn như anh Trinh có nói là trong mùa đông năm nay thì mình nghĩ là có một số nhóm trong nhóm ngành điện có thể là thủy điện, vì hiện tại là mực nước hồ của các thủy điện, các công ty thủy điện khá là tốt so với lại cùng kỳ năm ngoái. Thì trong đó có thể kể đến là như là Ri thì như đầu tuần vừa rồi là ngày 12 tháng 9 thì Ri cũng có quyết định là tăng cái tỷ lệ sở hữu của Sơn Sông Hình từ 50% lên 52%. Thì đó mình nghĩ đó cũng là một cách để mà Ri tăng cái tăng cái công suất của nhóm thủy điện, tại vì hiện tại là dư địa để mà mở rộng và đầu tư mới cho nhóm cái nhà máy thủy điện thì nó sẽ không còn dư địa nhiều nữa. Thì đây mình nghĩ cũng là một cách hợp lý đối với Ri khi mà họ tăng cái tỷ lệ sở hữu như vậy. Đấy. Có một cái động thái là như bạn vừa nói đấy, là thủy điện Mỹ Sơn Sông Hinh hay là mã chứng khoán là VSH thì cũng tăng 60% trong khoảng 4 tháng trở lại đây, và hiện nay đang giao dịch ở gần cái vùng đỉnh lịch sử rồi. Thế thì liệu rằng đây có phải là một mã cổ phiếu mà tiếp tục có cơ hội trong cái thời gian sắp tới hay không? Thực ra thì về thủy điện thì nó sẽ tùy theo chu kỳ, vì trung bình có thể là trong 2-3 năm sẽ là chu kỳ La Nina, và sau đó thì họ sẽ thủy văn nó sẽ chuyển sang chu kỳ El Nino. Thì về bình quân thì mình nghĩ là Ri họ cũng đã có những cái nghiên cứu. Bản thân của họ sẽ khá là nắm sâu về cái tình hình kinh doanh của Vĩnh Sơn Sông Hinh. Đấy, thì mình nghĩ thì đó cũng là một cái quyết định mình nghĩ là khá là hợp lý, cũng phù hợp với lại chiến lược của Ri, vì họ cũng là tập trung đầu tư vào nhóm năng lượng tái tạo ấy. Thì thủy điện cũng là một trong những cái hình thức của cái nhóm năng lượng tái tạo, bên cạnh các nhóm năng lượng tái tạo như mặt trời và điện gió. Không biết là anh Nam có muốn bổ sung gì về cái câu chuyện liên quan đến các cái ngành mà chúng ta đang cần phải theo dõi để mà có thể triển theo kỳ vọng được không anh Nam? Thực ra tôi thì thấy là các anh mời đã hơi giữ kẽ. Nhà đầu tư thì rất muốn ba chữ cái rồi, thì tôi thấy là phân tích về ngành là Hào cũng phân tích rất kỹ rồi. Bây giờ Hào chỉ giúp là ba chữ cái ngành điện, nó làm cho sáng bừng cái tài khoản người ta trong vòng kiểu 3 tháng cuối năm, thì Hào có cái khuyến nghị gì không? Vì thật bây giờ là mọi thứ nó tối tăm lắm rồi đấy. Hôm nay thì lại còn như này nữa, nhiều người thực sự là chuẩn bị đến cái giai đoạn tuyệt vọng như là chị Nga bảo rồi, thì bây giờ làm nào để họ không tuyệt vọng. Thật ra nhóm ngành điện thì mình nghĩ là Ri và PC1 thì có thể là một trong những lựa chọn khá là tốt. Tại vì như ngoài về Ri thì cũng có thêm một cái điểm là hiện tại là trong cái bối cảnh là lãi suất cho vay biến động khá là nhiều, thì hiện tại là Ri có cái tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu khá là thấp so với là bình quân ngành. Thì với cái điều kiện như vậy thì có thể là trong cái giai đoạn tới thì khi mà lãi suất cho vay các nước tăng thì cái mức độ ảnh hưởng đến Ri nó sẽ ít hơn so với lại các công ty cùng ngành khác. Đấy. Thì Ri. PC1 thì có thể là một cái player tốt cho cái giai đoạn tới, là thì bản thân PC1 cũng có kinh nghiệm đầu tư vào nhóm điện gió. Đấy, thì mình nghĩ là sắp tới thì PC1 bản thân họ cũng đã có những kinh nghiệm
trong cái việc đầu tư điện gió. Tại vì bản thân họ là trong giai đoạn vừa rồi là họ cũng có cung cấp cả cái phần các dịch vụ xây lắp cho các dự án điện gió khác ngoài những cái dự án điện gió mà bản thân họ đầu tư. Yeah. Thứ tôi thấy là anh X30 có một cổ phiếu ngành điện anh rất thích là NT2 ấy. Thì anh thì cũng là người gọi là tiền bối của bạn, thì bạn không có ý định là khen cổ của tiền bối, bạn thì đầu tư khác. Thế thì tí với anh em nói chuyện nào, rồi anh X30 anh đang xem chương trình này thì bạn có khen NT2 không hay là bạn cũng không thích? Thật ra thì NT2 cũng là một trong những cái cổ phiếu lựa chọn cũng được, đúng không? Mình cũng là cũng khá thích NT2 tại vì hiện tại thì như mọi người cũng biết là cái NT2 cũng hưởng lợi trong cái việc là giá khí FO thì họ cái giá khí nó cũng giảm, thì đó cũng là một trong những cái điểm tích cực cho NT2. Nhưng mà hiện tại thì về vùng giá thì có thể là nó sẽ không còn upside nhiều như những cổ phiếu khác trong ngành như là RE hay PC1. Có khán giả tên là Tuyền Phùng, bạn comment như thế này là khi lại thì để thúc đẩy tăng trưởng GDP thì có ngành đầu tư công mới bắt đầu chạy phát triển xây dựng khai thác khí và điện khí, các ngành khác hút thì bơm chỉ có đầu tư công. Thì không biết là quan điểm của chị Trang về comment như thế này như thế nào? Đúng là hiện tại thì cái tốc độ giải ngân đầu tư công nó đang hơi chậm. Mình nhớ là 8 tháng thì cái tỷ lệ giải ngân cũng chỉ khoảng độ dưới 30%, 25%. Thì rõ ràng là nhà đầu tư có thể kỳ vọng là cái đầu tư công sẽ được đẩy mạnh vào những tháng cuối năm. Thì thường là chu kỳ đầu tư công thì tính là 13 tháng và có thể sẽ giải ngân đến tận sang tháng 1 năm sau. Thì có thể đấy là một cái yếu tố có thể xem xét đến các cổ phiếu đầu tư công. Và thứ hai nữa là giá nguyên vật liệu, ví dụ như giá sắt thép thì đang giảm, giá dầu cũng giảm, thì cũng sẽ là một cái cơ hội tốt để cho các cái dự án đầu tư công được đẩy mạnh trong thời gian tới. Dạ vâng. Có một cái hashtag tiếp theo đấy là kẻ buôn, người bán chợ phiên rộn ràng. Cái này thì chúng tôi cũng nương theo cái ý của SSI Research, đấy là cái tỷ lệ lấp đầy trung tâm thương mại của Vincom Retail có thể sẽ đạt khoảng trên 85% vào quý tư. Thế thì không biết là triển vọng của câu chuyện này như thế nào? Chị Trang có thể nói thêm được không ạ? Vincom Retail thì đúng là chúng ta thấy có một cái sự phục hồi về số lượng khách đến thăm các trung tâm thương mại. Và cái tỷ lệ lấp đầy nó đã tăng khoảng độ từ 82% và có thể kỳ vọng là tăng lên 85% vào quý 4. Thì thực ra là trước đây, trước Covid là cái tỷ lệ lấp đầy nó đạt đến 90% cơ. Nhưng mà so sánh như thế thì cũng phải lưu ý rằng là hiện tại thì cái diện tích sàn, tổng diện tích sàn của Vincom Retail nó đã tăng khoảng 15% so với giai đoạn trước Covid là năm 2019. Như vậy thì có thể thấy là Vincom Retail đúng theo cái gọi là cái theme là được mở cửa, nền kinh tế mở cửa trở lại và nhu cầu phục hồi. Thì chúng tôi vẫn yêu thích cổ phiếu này và nhìn thấy rõ cái sự phục hồi từ quý 2 khi mà lợi nhuận quý 2 tăng trưởng khoảng 99%. Và cả năm nay thì SSI Research đang ước tính là lợi nhuận tăng khoảng 76%. Trong năm nay. Cái này hơi cá nhân một tí nhưng mà được biết là anh Nam ngày xưa từng là trợ lý của CEO Vincom Retail, thì không biết anh có đánh giá và phản biện gì về VRE không? Thực ra thì tôi cũng muốn bổ sung thêm là tôi cũng đồng ý là đây là một cái doanh nghiệp đang được hưởng lợi trong cái bối cảnh là chúng ta không phải giãn cách xã hội nữa và người dân thì đi mua sắm nhiều hơn. Nhưng mà nó hơi khổ cái là đúng lúc người dân đang ít tiền thì lại được hết giãn cách thì họ cũng ít tiền hơn. Và chúng ta cũng phải để ý, thực ra là tôi làm Vincom Retail tôi cũng biết là có một số trung tâm thương mại thì rất đông khách nhưng mà nó cũng gánh cho cả hệ thống, ví dụ như Time City, Vincom Bà Triệu. Thực ra Royal City cũng không phải nơi đông khách thì do nó có một số những cái vấn đề về hạ tầng giao thông, gửi xe không thuận tiện. Thì chúng ta thấy vào Royal City thì có thể là khá người đông người ăn ẩm thực nhưng mà những cái mặt hàng khác rất ít người mua. Nên thực ra là họ cũng đang khá phải chịu một cái vấn đề áp lực tài chính là sau 2 năm khó khăn thì rất nhiều gọi là người ta hay gọi là tenant, tức là người thuê trong trung thương mại nợ tiền. Và tôi nghĩ là đây cũng gọi là họ qua cái giai đoạn nó khó khăn thôi, chứ tôi nghĩ là để họ thực sự đi vào giai đoạn phục hồi tôi nghĩ phải chờ thêm một cái giai đoạn nữa, nên là đấy là một cái đóng góp thêm của tôi về câu chuyện của VRE. Chúng ta sẽ lướt rất nhanh hashtag tiếp theo mà tôi thấy cũng khá là hay, đấy là rầu hay là dầu, để nói về câu chuyện dầu khí. Cái này thì xin được hỏi chị Nga. Chúng ta thấy rõ ràng là ở đây có một cái câu chuyện là PVD thì tăng khá là mạnh mặc dù bị cắt margin do thua lỗ, mà Dragon Capital là quỹ ngoại mua khá nhiều, chị nhìn nhận như thế nào về động thái này? Thực ra thì ở phía quỹ thì thực ra chúng tôi cũng tôi nghĩ là cũng hạn chế cái việc là comment về từng cổ phiếu. Thực ra nếu mà ai nói chung kể bạn bè hay thậm chí là gia đình người quen của tôi, người thân của tôi ấy hỏi là mua cái gì ấy, thì tôi ba chữ cái của tôi đấy chính là BCF và MGF ấy, chính là quỹ, bởi vì đấy là những cái mà những quỹ mà chúng tôi đã nắm giữ những cái cổ phiếu tốt nhất và với cái giá hợp lý nhất rồi. Thế còn tất nhiên là về PVD thì chúng tôi cũng có xem xét chứ không phải là không.
thì cái mà bây giờ mọi người thị trường đang nhìn vào ấy dạ. là cái khả năng mà họ sẽ được ký những cái hợp đồng mới với cái giá cao hơn. Bởi vì ví dụ như chẳng hạn như bây giờ họ có bốn cái dàn jack up rig là bốn cái dàn lớn này với cả một cái dàn tender, thì cái TAD ấy, thì là họ đã ký họ đã lắp đến 2027, tôi nghĩ là nhớ là 2027 với giá là 80.000 đô một ngày. Thì cái dàn đấy thì theo như công ty là gần như là cũng không có lãi mà chỉ có lợi nhuận thôi, à chỉ có dòng tiền mang lại dòng tiền thôi. Như vậy kỳ vọng là bốn cái dòng cái dàn jack up rig kia, thì bốn cái dàn đấy thì hiện tại thì có những dàn ví dụ như họ đang cho thuê chỉ giá khoảng ví dụ 57.000 chẳng hạn, nhưng mà ở trên thị trường Đông Nam Á chẳng hạn thì cái giá bây giờ nó đã khoảng 90.000 rồi. Thế và nhìn vào cái thị trường dàn của toàn thế giới ấy, thì bây giờ cái utilization rate tức là cái tỷ lệ sử dụng dàn nó đã khoảng 80%. Thế và đồng thời là trong số những cái dàn mà đang dùng ấy thì có rất nhiều dàn là trên 30 tuổi rồi. Thế và trong thời gian tới thì kỳ vọng là những cái dàn 30 tuổi này thì nó sẽ phải dừng hoạt động. Thế và đồng thời là trong cái chúng ta cũng biết là trước Covid ấy, thì có một cái chủ điểm rất lớn đó là việc chuyển đổi từ cái năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo. Và cái mọi người lúc đấy thì đều có một cái nhận định chung là cái cầu về dầu sẽ giảm. Và thực ra giá dầu thì cũng rất là thấp đúng không? Nên là thành ra là cái việc mà đầu tư cho ngành dầu khí ấy, nó rất là thấp. Và cụ thể là dàn thì hồi đó thì là cái từ trước 2014 là cái cân bằng về giữa cung cầu của dàn ấy thì nó đang bị thừa dàn rất là nhiều. Và từ 2014 đến nay thì gần như là không có dàn đóng mới nữa. Thế nên là khi mà bây giờ thì cái giá dầu nó tăng trở lại thì cái nhu cầu về dàn tăng lên, đồng thời dàn lại cũng già đi, trong khi đó dàn mới thì không có và cái tỷ lệ sử dụng dàn thì đã tăng lên 80% so với cả năm ngoái chỉ 70% thôi. Thì nó đã đẩy cái giá thuê dàn theo ngày tăng lên. Thế thì ví dụ như chẳng hạn ở thị trường Đông Nam Á chẳng hạn thì nó khoảng bây giờ khoảng 90.000 đô, trong khi đó thì PVD là đang ký hợp đồng là chỉ có 57.000 thôi. Và đến quý 1 2023 thì họ sẽ có thể ký lại cái hợp đồng mới, hay là có những dàn thì đến cuối năm nay họ có thể ký lại cái hợp đồng mới. Thì nhà đầu tư đang kỳ vọng là sau khi mà những cái hợp đồng hiện tại kết thúc thì họ sẽ ký được những cái giá tốt hơn. Thì chúng tôi cũng làm thử những cái bài toán, ví dụ như chẳng hạn như hôm qua chúng tôi cũng có thử rồi là nếu mà chúng tôi tăng cái gọi là tỷ lệ cho thuê dàn của PVD năm sau lên 90% so với 80% năm nay, lên 90% đi, và cái giá trung bình thuê dàn là lên 80.000 đô đi. Đấy, thì sang năm họ cũng có thể lãi được khoảng 35-36 triệu đô. Đấy, 35-36 triệu đô so với cả cái lãi năm nay thì đúng là một cái số rất là khác biệt. Đúng không? Đấy, như vậy là chúng ta cũng có thể thấy là rõ ràng là PVD cũng là một cái điển hình khá là triển vọng. Xin lỗi nhưng mà mình bên đấy là mình kết thúc thêm một chút nhé. Bởi vì nhưng mà đấy là cách mà đánh giá về cái triển vọng lợi nhuận, nhưng bao giờ chúng tôi cũng so sánh cái triển vọng lợi nhuận so với cái mức định giá. Đấy, thì để thử xem là cái định giá bây giờ so với cả này, kể cả năm sau ông ấy lãi 1.000 tỷ đi. Thì cái định giá bây giờ nó có phải là hấp dẫn hay có không? Lẽ chúng ta phải lướt qua cái hashtag cuối cùng để nhà đạo diễn đã cho hết giờ từ nãy rồi. Có lẽ là thời gian cũng xin rất là nhanh thôi, bởi vì ngày hôm nay chúng ta vào sóng cũng hơi muộn một chút. Một cái lĩnh vực mà rất nhiều nhà đầu tư cũng kỳ vọng trong thời gian tới đó chính là câu chuyện về cổ phiếu lương thực mà chúng tôi tạm gọi là hashtag hạt gạo làng ta đi. Chúng ta thấy có những cái mã như là Pan TR hay là LTG có thể nói là đang rất là khá là bứt phá, mặc dù thị trường đang lình xình. Có vẻ như là cái kỳ vọng của các nhà đầu tư về cái lĩnh vực này cũng không hề nhỏ. Thì không biết là anh Nam, anh biết là cá nhân anh cũng từng đặt khá nhiều kỳ vọng vào Pan, thì không biết là anh đánh giá như thế nào, và cũng rất là mong chia sẻ thêm của các vị chuyên gia chương trình thật là nhanh, bởi vì chúng ta đến phút cuối và tôi phải chạy xuống trường quay để làm bản tin tài chính kinh doanh bây giờ. Thực ra thì Pan từ trước tôi cũng bảo là tôi cũng khá thích rồi, nhưng mà chắc đây có các đại diện của SLI chắc để mọi người phân tích thêm về mã này nữa. Thì không biết là Hào hay là chị Trang có thể thông tin thêm. Chị nghĩ rằng là các cái cổ phiếu lương thực hàng đầu, lương thực nông nghiệp hàng đầu như là Pan hoặc là Lộc Trời hoặc là TR ấy, thì thực ra là những cái cổ phiếu mà khi mà có những cái dấy lên những cái lo ngại về lạm phát cao hoặc là những bất ổn về chính trị hoặc là đứt gãy chuỗi cung ứng hoặc là về thiên tai ở mọi nơi trên thế giới thì nó đều tạo ra một cái gọi là cái kỳ vọng của nhà đầu tư. Và chúng ta có thể tự hào rằng là Việt Nam là một số rất ít những nước mà có đảm bảo cái an ninh lương thực rất là tốt, và với những cái doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực nông nghiệp thì sẽ thu hút được sự chú ý khi mà cái vấn đề an ninh lương thực được nổi lên. Nhưng mà không hẳn lấy là chỉ là kỳ vọng, vì chúng ta có thể nhìn thấy là lợi nhuận của các công ty này, ví dụ như Pan hoặc là TR thì là lợi nhuận 6 tháng đầu năm tăng rất là tốt, và kỳ vọng là cả năm nay thì lợi nhuận cũng tăng tốt. Thì cái này chính là cái yếu tố cơ bản mà để cho giá cổ phiếu tăng,
chứ ngoài cái câu chuyện kỳ vọng thì cũng nó cũng thể hiện vào kết quả kinh doanh. Dạ vâng, như vậy là chúng ta cũng đã đi qua một số các cái ngành đúng không ạ, những cái ngành mà nhiều nhà đầu tư rất là quan tâm. Và có lẽ thời gian không còn nhiều nữa, bây giờ chúng tôi xin phép được phát lại cái clip câu đố để tìm ra được câu trả lời của câu đố cũng như tìm ra được vị khán giả đã trả lời đúng và may mắn trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin mời clip câu đố ạ. Vâng, như vậy là với cái câu đố như thế này thì không biết là chị Trang có đoán được là lời giải của câu đố hôm nay là gì không ạ? Chị nhìn thấy có những cái từ khóa, ví dụ như là về dòng tiền. Dạ. Rồi là chiết khấu thì có các cái dự phóng về dòng tiền cho doanh nghiệp trong tương lai. Dạ. Và chiết khấu về thời điểm hiện tại. Vâng. Thì chắc nó sẽ liên quan đến cái đó, đúng không? Vâng. Vậy thì câu trả lời của chị là? Tiếng Anh đúng không? Chắc là nó là tiếng Anh hả? Tùy chị cứ trả lời đi. Như là discount cash flow gì đó. Vâng. Gọi là chiết khấu dòng tiền, đúng không? Tiền. Rất là nhiều khán giả đã trả lời đúng. Thì không biết là ở góc độ của Hào đi, thì cái việc chiết khấu dòng tiền như này đóng vai trò quan trọng như thế nào trong cái câu chuyện đầu tư của những nhà đầu tư cá nhân? Thì mình nghĩ thì cái phương pháp này nó sẽ có một cái điểm mạnh, đó là có thể là nó sẽ phản ánh được những cái tiềm năng trong tương lai của doanh nghiệp so với lại cái phương pháp mà PE hay PP. Yeah. Vì có thể là trong ví dụ như là năm 2023, 2024, 2025 thì có thể doanh nghiệp sẽ có một cái mức độ tăng trưởng nào đó nhờ mở rộng công suất hay là đầu tư thêm máy móc, nhà máy, thiết bị các thứ. Thì nếu như mà với cái phương pháp chiết khấu dòng tiền thì có thể là mình sẽ nhìn tổng quan được là với cái lợi nhuận như vậy. Dạ. Thì là giá trị doanh nghiệp nó sẽ xứng đáng được bao nhiêu. Dạ. Thì bằng cái phương pháp đấy nó sẽ có thể là giúp cho mình định giá được, định giá được cái tiềm năng của doanh nghiệp, không chỉ là ở 1-2 năm mà có thể là trong 5 năm tới. Vâng, rất là cảm ơn comment vừa rồi của bạn, và cũng chúc mừng các vị khán giả là bạn Thắng Nguyễn, bạn Nhật Lê Duy và bạn Giang Hoàng Văn. Các bạn đã là những khán giả trả lời đúng và là những người may mắn trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ liên hệ với cả các bạn để có thể gửi đến các bạn phần quà của chương trình. Và rõ ràng là thời lượng của chúng ta đã hết rồi. Một lần nữa rất là cảm ơn các vị khách mời đã rất là tâm huyết và thẳng thắn để chia sẻ những quan điểm của mình về câu chuyện đầu tư, về câu chuyện triển vọng của ngành. Và rõ ràng trong chủ đề ngày hôm nay đấy là triển theo kỳ vọng, thì chúng ta cũng thấy là chúng ta chỉ có thể triển theo một cái kỳ vọng mà chúng ta nhìn được đích xác cái giá trị nội tại cuối cùng của doanh nghiệp đó cũng như là của ngành đó trong cái bối cảnh hiện tại mà thôi. Và một lần nữa rất là cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình, và bây giờ chúng tôi cũng xin kính chào tạm biệt quý vị khán giả. Và quý vị đừng quên bật VTV1 để theo dõi bản tin tài chính kinh doanh ngay bây giờ để có thể theo dõi những thông tin về kinh tế tài chính mà chúng tôi vừa mới cập nhật ngay trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.